Xin được mến chào các thính giả, và như thường lệ người dẫn dắt chương trình cùng với Kim Thanh đó là người phụ nữ của Kim Thanh, người mà Thanh yêu nhất đời này. Ê, bây giờ chắc có lẽ là tần suất em dẫn với chị chắc nhiều hơn người kia luôn đó, đúng không? Trong cái đợt dẫn trước chị đã giới thiệu người đó là khách mời của chương trình chị rồi, tại vì chị cảm thấy rất là lạ lẫm. Bây giờ chị không quan tâm luôn là người đó là ai, mà có hay là không, quan trọng là chỉ cần giữ mình là được rồi. Em không biết có khi nào mai mốt cũng từ từ sẽ tới phiên người đó cũng sẽ là khách mời show của em luôn không. Không, người đó sợ giữ mình lắm cho nên là giữ mình yên tâm. Ok, hy vọng. Không, mà như vậy cũng tạo được một cái sự đặc biệt á, là người đó độc quyền trong show giữ mình để làm chi, để thấy một cái nét nó khác. Còn trong cái show này thì giữ mình sẽ đóng vai ác, nó sẽ khác xíu đúng không? À, vậy là bây giờ là đã đổi đúng không? Bình thường là người ấy là nhân vật chính, còn bây giờ em sẽ là nhân vật trung tâm rồi đúng không? Đúng rồi, thì em thay vai trò của người ấy trong show của chị. Nhưng mà tóm lại là bây giờ em là nhân vật chính luôn, còn người đó là khách mời thôi. Khi nào có thì tính, không có là thôi nha. Ok. Phải giận không quan tâm nhưng mà đầy giận dỗi. Không hề giận luôn á, mọi người không cảm xúc rồi đúng không? À, mọi người có biết là Kim Thanh với Diệu Minh á, là làm việc với nhau, hẹn hò nhau dễ lắm. Còn làm việc với mấy người khách mời như vậy nó mệt lắm. Cho nên là thôi, có không có cũng được. Ok. Dẫn dắt với một người phụ nữ đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương như thế này thì mình sẽ thích hơn, tiện hơn nữa đúng không? Ok, muốn lúc nào có lúc đó đúng không? Đúng rồi. Đồng ý luôn. Vậy cái list nhạc của tuần này á, sao mà khổ quá, Kim Thanh thấy là giống như là nghệ sĩ của chúng ta đang sợ một cái điều gì đó chăng, không có chịu tung ra sản phẩm. Và Kim Thanh cũng rất là vất vả khi mà có thể là có list được đầy đủ những cái bài để phát sóng trong tuần này, nhưng mà tuần sau thì lại có nhiều bài mới, vì phát hành cận cái ngày phát sóng quá thì không có thể nào update vô kịp. Các thính giả tạm nghe đỡ, nhưng mà cũng là những cái tên tuổi mà chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc, không có đầu tư MV nhiều nhưng mà về phần âm nhạc thì cũng nghe ổn minh ha. Nhưng mà không phải tuần này đâu chị, tuần trước của em cũng như vậy á. Tức là có những cái giai đoạn chắc tất cả cùng đồng loạt im ắng nghiêng ngó thị trường hay là sao đó, thì chịu thôi chứ giờ biết làm sao. Tuy nhiên Dũng Minh nghĩ là chị Kim Thanh cũng gọi là lúc nào cũng muốn cái gì cũng phải là tốt nhất, chứ còn Dũng Minh nghĩ là các sản phẩm ngày hôm nay vẫn đủ để mọi người có thể đưa vào playlist được nha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua cái list của tuần này. Đầu tiên là một ca khúc mà Kim Thanh nghĩ là thời gian sắp tới nó sẽ được các nơi phát rất là nhiều. Ca khúc Let's Shine, Hãy Tỏa Sáng, được sáng tác bởi nhạc sĩ Huy Tuấn và rapper Đen, và thể hiện cùng với ca sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Isaac, Văn Mai Hương và dĩ nhiên là Đen. Đây là ca khúc chính của SEA Games lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam. Không cần phải nói thì cũng biết là một bài hát quan trọng như thế nào rồi. Một bài hát dành cho SEA Games mà phải nói là lâu lắm rồi thì Việt Nam mới đăng cai tổ chức, và đây vẫn luôn là một cái kỳ thể thao mà được rất nhiều người trông đợi. Tất nhiên bài hát của SEA Games cũng sẽ rất là quan trọng, vì vậy mà mọi người có thể thấy là dễ dàng có được những gương mặt gọi là hàng đầu của Việt Nam như là Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu. Đặc biệt là Đen Vâu thì mời được Đen cực kỳ khó, bởi vì Đen rất là kén các dự án tham gia. Tuy nhiên cái phần rap của Đen lại là cái phần gây tranh cãi nhất ở trong cái sản phẩm lần này. Chính xác. Ở trên cộng đồng mạng thì mọi người chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà thôi, Kim Thanh chỉ nói cái ý của Kim Thanh khi mà nghe bài hát này. Tức là mình nghe cái phần nhạc thì cũng ok, nhưng mà tới cái phần rap của Đen á, thì chị cảm giác là cái cách rap của Đen á, nó hơi rời xa hơn so với những cái gì mà mọi người thể hiện. Tức là mình cảm giác nó giống như là hai cái tác phẩm riêng biệt á. Bởi vì cái phần rap của Đen mọi người nghe từ trước giờ, tất cả các sản phẩm của Đen cũng biết là nó có một cái chất rất là riêng, và phần âm nhạc phải dành riêng cho nó, giống như là Đen tự làm cho mình á, hoặc là ai sáng tác riêng để phù hợp cho Đen thì hợp. Còn với những cái sản phẩm như thế này thì có vẻ như là nó chưa có được hòa nhập vào nhau lắm. Cũng như chị Kim Thanh thì rất là nhiều người có comment ở dưới cái bài hát này là cái phần rap của Đen hình như là nó hơi lạc quẻ so với bài hát. Thật ra thì em nghĩ cái quan trọng nhất không phải là Đen không có hợp với lại những cái giọng ca còn lại, mà bởi vì cái beat của cái bài hát này nó không có hợp với lại cái flow rap của Đen.
Thì đó, quan trọng là phải làm sao cho nó hợp với lại cái cách rap của Đen sẽ không có thay đổi được đâu. Cho nên là nếu mà ngay từ đầu sáng tác kiểu hai bên fit nhau được á thì ổn. Còn cái này thì có vẻ như là nó chưa có sync với nhau lắm. Tức là cái beat này nên có một cái đoạn để phù hợp cho cái phần flow rap của Đen. Thì em nghĩ cái đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là mọi người có ý kiến về cái phần rap khi mà Đen ca ngợi người Việt, nhưng mà chúng ta đang đứng đăng cai tổ chức một cái sự kiện thì chúng ta phải công bằng và chúng ta phải fair play một chút xíu. Tức là chúng ta phải ca ngợi là ca ngợi chung cho tất cả các vận động viên chẳng hạn. Chứ đây không phải là bài hát của riêng Việt Nam. Nếu như mà bài hát của riêng Việt Nam thì cái này là ok, hợp lý. Thì em nghĩ có thể là cái phần này là mọi người không có nghĩ tới, mọi người chưa kịp nghĩ tới, mọi người quên là mình đóng vai trò chủ nhà mà mình đang viết ở tâm thế là một bài hát ngợi ca Việt Nam. Thì có thể là một cái phần nào đó để nó làm lời rap này nó hơi cá nhân một chút xíu. Với lại một phần nữa, Kim Thanh cảm thấy là cái phần đầu của cái bài hát này á, không phủ nhận được là tất cả các nghệ sĩ đều là những nghệ sĩ tên tuổi, và đặc biệt là Tùng Dương. Về năng lực, về giọng hát, về đẳng cấp mọi thứ là không ai phủ nhận được. Nhưng mà Kim Thanh chỉ cảm nhận là hình như là chất giọng của Tùng Dương á, khi mà mở màn á, của cái giai điệu kiểu như thế này á, thì có vẻ là nó hơi không phù hợp một chút xíu. Thí dụ như là mặc dù tên tuổi là đỉnh nhất đi, nhưng mà mình không nhất thiết là để Dương hát một mình, mà có thể là tất cả mọi người cùng hát hay là sao đó, để cho cái phần mà vừa vô cái người ta phải wow lên liền á. Thì cái này nó thiếu một chút xíu cái đó. Là một người đã tổ chức sản xuất một cái bài hát cổ động và cũng có cái sự tập hợp của rất nhiều nghệ sĩ và cũng booking một cái ekip nhạc sĩ gọi là cũng đang rất là tên tuổi để mà thực hiện, đó là Việt Nam Tử Tế đó, thì Diệu Minh rất là có kinh nghiệm với lại cái chuyện này. Diệu Minh nghĩ là anh Hy Tuấn từ lúc viết bài cho đến lúc mà lựa chọn những cái gương mặt thể hiện, kể cả mời cả Đen vào á, thật sự mà nói em nghĩ là rất là khó có thể hình dung được tổng thể. Thành ra là sẽ có những cái khi mà nó ráp vào tổng thể rồi á thì nó sẽ có những cái phản hồi của khán giả, nhưng mà là cái người mà làm á thì cũng chưa chắc gì mọi người đã có thể có được tất cả mọi option tốt ngay từ đầu để mà có thể hình dung được rõ nét cái bài hát này như thế nào. Nói thì mình nói ở cái góc độ người nghe thôi, chứ mà còn hậu trường thì Kim Thanh nghĩ là những cái sự kết hợp nào thì bên trong nó cũng có nhiều chi tiết thú vị hết, mà cũng không tiện để nói ở đây. Dù sao đi chăng nữa thì Kim Thanh với Diệu Minh cũng chỉ là chia sẻ cái cảm nhận góc độ rất là cá nhân. Nhưng mà thời gian sắp tới khi mà cái bài hát nó được phát nhiều hơn á, nhiều khi cái chuyện kiểu gì nó cũng vô đầu mà tại mình sẽ thấy hay. Đó là lợi thế của bài hát của SEA Games, bởi vì chắc chắn là sẽ phát ra rã và nó rồi cũng sẽ như là Việt Nam ơi của Minh Beta vậy đó. Nhưng mà Kim Thanh vẫn thích Việt Nam Tử Tế nhá. Yeah. Chúng ta cùng nhau đến với một anh chàng rất là đẹp trai và dạo này được nhiều người yêu thích hơn sau một hành trình anh cố gắng, đó là Dương Edward với ca khúc Rung Động, một sáng tác của Vũ Khắc Anh. Dương Edward thật sự là em rất thích các bản cover của bạn, đặc biệt là bây giờ, kể cả như là Mưa Trên Cuộc Tình hay là Tình Đơn Phương Em vẫn nghe lại. À, và có cái bài Anh Là Ai, theo như em nhớ đại khái là cái bài đó đó là lúc đó Dương Edward tuyên bố là nếu mà bài này tôi không hit thì thôi tôi không đi hát nữa. Và sau đó thì Dương Edward rõ ràng nhận thấy liền đó là một phát ngôn hết sức là sai lầm. Mặc dù là đừng ca sĩ nào nói câu đó luôn. Đúng đúng đúng, tại vì mặc dù là bài đó cũng hay nha, đối với em là em cảm thấy nó cũng rất là dễ nghe và em rất thích gu âm nhạc của Dương Edward, cũng như là em rất thích cách xử lý bài hát của Dương Edward. Tuy nhiên cái chuyện mà nó hit hay không nó là một câu chuyện rất là khác, nó không có phải là phụ thuộc vào bản thân mình mà nó còn là thiên thời địa lợi nhân hòa. Và sau cái sai lầm đó thì Dương Edward vẫn tiếp tục ra bài. Làm gì có ca sĩ nào và không mà còn tuyên bố gì nữa. Ca sĩ nào cứ nói là tôi hát mấy năm rồi tôi nghĩ cũng không bao giờ mà làm được cái chuyện đó hết trơn á. Mình có nghề nghiệp là ca sĩ là mình vốn dĩ thích hát rồi, cho nên là đừng có nói những cái mà mình biết là cũng khó lòng mình thực hiện được. Rõ ràng. Với lại nhiều khi người ta nói nó huông rồi đến kia. Thì đó, bởi vì thấy không, bây giờ chẳng những là không tuyên bố gì mà còn rất âm thầm lặng lẽ ra bài. Nhưng mà bạn này có cái chất giọng chị thích nha. Đúng. Rất là nam tính luôn. Đúng, và cách xử lý, tại vì bạn là vốn là ở nước ngoài về nên bạn có một cái cách xử lý nó rất là Tây, nhưng mà bạn lại hát nhạc xến, thành ra là cái style nhạc canto pop á, vì vậy mà hai cái đó khi mà nó mix vào với nhau thì nó lại làm ra một cái màu sắc rất là riêng của Dương Edward. Giống như là Tuấn Hưng ngày xưa rất là men, chất giọng cũng rất là nam tính, nhưng mà toàn đi hát ballad thôi, không có thể so sánh được hai bạn này. Tại vì Tuấn Hưng á là ở một thế hệ khác, và thiệt ra cái chất giọng của Tuấn Hưng rất là khác, Dương Edward cái chất giọng rất là khác, nhưng mà ý mình nói là về tạo được một cái sự đặc biệt trong giọng hát và cái bài hát thì thấy Dương Edward có được cái điều đó.
Nhưng mà bài này thì sao? MV bình thường thôi ha. Cũng được. Màu phim rất là miền Viễn Tây. Nói chung là đối với lại Dương Edward thì em nghĩ đây là cũng là một cái MV vừa phải và cũng đủ rồi. Thật ra thì mùa này á, chị thấy cũng ít người đầu tư mà MV khủng lắm. Và xu hướng nghe mới á, mọi người đang bắt đầu nghiêng về phần audio nhiều hơn rồi. Thì nó cũng là một cái đỡ áp lực cho nghệ sĩ đó. Mà bây giờ có đầu tư MV nhiều thì cũng rất là dễ tạm gọi là đóng mở ngoặc kép loạn lạc lắm. đúng. Chả thu được gì hết. Ủa chị thấy chìm sâu không? Trời ơi, có cái hình vậy thôi đó mà quá trời thích luôn kìa. Chúng ta tiếp tục với Tình Đã Đầy Một Tim, Huyền Tâm Môn sáng tác và thể hiện. Chị nhớ ngày xưa trong cái sáng tác đầu tiên của Huyền Tâm Môn khi mà bạn thuộc nhà ICM á, thì Châu Đăng Khoa có nhận xét là bạn này rất là có tiềm năng. Huyền Tâm Môn có một cái chất giọng khàn và cái chất giọng hơi nam tính. Mặc dù cái tên thì nghe rất là nữ tính. Mọi người chắc là cũng đã quen với lại Huyền Tâm Môn với Phố Đã Lên Đèn đúng không? Huyền Tâm Môn đã từng trực thuộc công ty ICM của KICM, nhưng mà hình như bây giờ là mình ra khỏi công ty rồi hả chị hả? Ra khỏi rồi. Và bạn là một người mà có tố chất sáng tác, cũng có một cái màu giọng rất là đặc biệt. Nhưng mà con đường sắp tới thì không biết, để coi đã. Với bài hát này thì em nghĩ bài này chưa đủ để ồ wow cho Huyền Tâm Môn. Nói chung á, cái bài này á, nó cũng đúng như là xu hướng nghe của một số bạn trẻ sau này á, tức là cái kiểu nghe thành thị của các bạn mà tiếp xúc văn hóa nhiều, US, UK nhiều á, là các bạn sẽ thiên về nghe cái dòng này. Tuy nhiên cái bài này nó ở một cái mức vừa chứ chưa đủ tiết tấu hoặc những cái cao trào, có những cái hút nó hấp dẫn dành cho các bạn. Coi như là mình ghi nhận một cái sự dấn thân của bạn ở trong một cái thị trường gọi là mình phải tự bơi mọi thứ, thì chắc chắn là nó cũng sẽ bị hạn chế nhiều. Tiếp tục chúng ta đến với Nếu Không Gì Thay Đổi do The Feeling, một cái nhóm sản xuất và fit cùng với Trang luôn. Nó là một trong số khá là nhiều ca khúc nằm trong EP The Feelings. Trang này thật ra đọc chính xác là Trang G thì nó đúng hơn, tại vì nó có dư chữ G nữa. Không, thật ra các bạn viết tên như vậy thôi nhưng vẫn đọc là Trang, bạn tên gốc là Trang mà. Trang á, là một rapper, ca sĩ và được biết đến với bản hit nhất đó là Lỡ Say Bye Là Bye kết hợp với lại Lemmy, chị biết bài đó không? Chết rồi, mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Có nghe nói nhưng mà không có, không nghe nhạc đó không rành. Thì sau này á, là Trang về với lại Universal Music đúng không? Hình như là vậy. Và sau đó thì có ra một số bài như là Em Không Hiểu nè, hình như là có bài Hướng Dương. Đúng rồi, Hướng Dương, em nhớ. Khoa cũng đánh giá cao bạn này đó và nói là bạn này có tiềm năng luôn. Nói thêm một chút xíu về The Feeling. Đây là một cái nhóm bạn sản xuất mà Diệu Minh biết là bây giờ các bạn mà hay làm việc với nhau tạo nên một cái group riêng cho các sản phẩm âm nhạc, ví dụ như là Đi Táp nè, hay là những người ở trong Space Speakers nè, hay là có nhóm Rabito nè. Đó, thì tức là họ muốn là một cái vòng tròn kết nối khi mà họ sáng tác sản xuất ra một cái ca khúc luôn. Đối với The Feeling thì đây là một cái nhóm, thiệt ra nó tên là Feelinus, gồm các bạn có thể là sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm và đóng gói sản phẩm. Có 3 thành viên, trong đó có August là nhạc sĩ và đứng sau các bản hit của Feelinus, trong đó có Lỡ Say Bye Là Bye hay là Hướng Dương, Em Không Hiểu đó, Sài Gòn Đâu Có Lạnh là bạn August sáng tác luôn. Và bộ đôi sản xuất âm nhạc là Ango và Twin T, các bạn lấy chung cái tên là Feelinus, là The Feeling. Tính ra là những bạn này cũng có chút tên tuổi đó, Kim Thanh cũng có biết sơ qua. Bài này nghe khá là catchy, nó không phải là quá oh wow nhưng mà mình nghe cũng dễ chịu đó mình. Em cũng thấy bài này khá là dễ nghe và Trang á, mang đủ những cái yếu tố âm nhạc của Gen Z. Những cái âm nhạc rất là bắt tai với một cái cách xử lý kiểu nó hơi R&B một chút xíu. Em nghĩ có thể là những cái bài hát như thế này nó không phải là top trending hit hát đình đám, nhưng mà Trang vẫn có được một cái màu âm nhạc để cho mọi người có thể nhớ tới. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với một người mà bản thân tôi lúc nào cũng thích, cho dù người ấy hát như thế nào, hát gì và bài nó có hit hay không. Đó là Vicky Nhung với phiên bản lo-fi ca khúc Xin Cho Mãi Yêu, nhạc Hoa Lời Việt, Huỳnh Nhật Tân. Vicky Nhung là thánh cover, đúng, thánh mashup. Và bởi vì Diệu Minh và đang... thánh làm tự hết, tất cả mọi thứ tự làm cho mình luôn. Producer các loại luôn đúng không? Không có tốn tiền gì luôn. Ok, bởi vì là Diệu Minh đang làm một cái dự án remake cover nên Diệu Minh đã hiểu giá trị của Vicky Nhung. Đó là
một cái màu sắc âm nhạc rất là riêng biệt. Mà khi mà bạn cover những cái bài hát, nó đều mang lại những cái cảm giác rất là mới mẻ cho người nghe. Bởi vì á, mình có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng họ thứ nhất chỉ có thể hát hay bài của họ, và thứ hai là cho dù là họ nổi tiếng nha, cũng có rất nhiều những nghệ sĩ không có màu. Mà khi không có màu thì họ không cách nào cover lại được những bài hát cũ để nó có thể mang lại một cái màu sắc mới và nó đủ hấp dẫn cho người nghe. Vì vậy, Vicky Nhung, mình đã hiểu tại vì sao bạn có cái thế mạnh này. Bạn có một cái tư duy âm nhạc, cái tư duy xử lý bài hát rất là riêng biệt. Vì vậy, bài hát nào vô tay bạn nghe cũng cảm giác rất là mới mẻ. Bạn này không cần phải cover mà hát nhạc mới, mình cũng thấy nó có một cái màu riêng. Vicky Nhung thì bây giờ những cái series nhỏ của mình, ví dụ như cái bài này nằm trong cái chuỗi là Chill with Vicky Nhung, thì giống như là bạn đi đâu đó xong bạn làm một loạt luôn, rồi xong rồi bạn phát từ từ. Bây giờ Kim Thanh nghĩ là nếu mà bạn chịu phát chắc là tới năm sau cũng chưa hết nữa, tại vì sụt nhiều lắm rồi. Cái thứ hai, bạn vẫn làm song song là bạn sáng tác bài hát và bán cho các ca sĩ khác nè, hay là kết hợp. Trước đây vài tuần thì mình thấy là KICM có ra một bài Vicky Nhung hát đó. Tức là cái kiểu cái tên của Vicky Nhung thì nó không quá bề nổi, nhưng mà bạn hoạt động rất là năng suất và thấy là có hiệu quả, và các show âm nhạc hiện giờ cũng mời Vicky Nhung khá là nhiều. Nói chung là miễn là Vicky Nhung là Kim Thanh thích, là thích từ ngoại hình, thích cho tới cái cách biểu diễn, cái sự thư thả, cái phong cách rất là phóng khoáng của bạn, nó khá là nam tính nữa, và cái giọng hát của bạn nữa. Tiếp tục, Cho Em Một Lần Yêu của nhạc sĩ Đức Trí với sự thể hiện của Đông Nhi. Và phiên bản này là phiên bản Đông Nhi hát lại trên Mây Lang Thang chứ không phải là phiên bản cũ. Lần này Đông Nhi hát với lại Màu Nước Band. Em nghĩ là bài này hình như nếu em nhớ không lầm là cũng đã từng hát ở trong live show của Nhi rồi hay sao á. Lúc đó cũng là Màu Nước Band đánh cho Nhi. Và mọi người thì rất là trầm trồ bởi vì hai tên tuổi thuộc dạng hàng đầu làng nhạc, đó là Đông Nhi và Mỹ Tâm, đã cùng đến Đà Lạt để hát sau khi mà rất nhiều những cái cơn bão ca sĩ càng quét qua. Đà Lạt đã có Đông Nhi, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên. Nu thì lên Đà Lạt rất lâu rồi. Không biết là chừng nào thì cơn sóng Đà Lạt nó mới chấm dứt. Kim Thanh đã có viết một cái bài thời sự về cái chuyện đó rồi. Đó, thì thấy mọi người phân tích cũng hay. Và chắc chắn là theo cái xu hướng này sẽ có thêm một vài địa điểm mở ra nữa. Nhưng mà nó có thể là trong năm nay hoặc là năm sau nó từ từ nó bão hòa và chỉ còn như là một vài địa điểm hoạt động tốt. Còn những cái chỗ khác mà thấy ăn quá làm theo từ từ nó cũng sẽ lụi. Đúng. Và khi mà một hai chỗ làm tốt thì nó cứ giữ một cái nhịp giống như là một cái phòng trà ở thành phố vào dịp cuối tuần ở Đà Lạt. Ví dụ để cho người đi Đà Lạt có thể tới coi. Nhưng đúng là bởi vì bây giờ các cái chương trình ở Đà Lạt đang có một lợi thế nữa là vì tình hình dịch Covid-19 ở Sài Gòn không có nhiều sân khấu để nghệ sĩ biểu diễn. Chứ còn nếu như mà mai mốt mọi thứ bình thường trở lại và nghệ sĩ tấp nập event ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng e rằng là các phòng trà ở Đà Lạt vẫn sẽ hoạt động được, nhưng mà cái tên tuổi thì nó sẽ không được như bây giờ đâu. Đúng rồi, khi mà nó ổn định trở lại, khi mà phòng trà hay là event nó diễn cuối tuần ở thành phố thì nghệ sĩ cần phải chạy show nó gần gần nhau, thì họ sẽ không chọn ở Đà Lạt đi lên, nó bị mất thời gian quá, thì lúc đó nó câu chuyện khác. Nhưng mà dù sao Kim Thanh nghĩ là trong năm nay thì cái hình thức này nó vẫn sẽ rất là hot. Tuy nhiên ở Đà Lạt á, không phải ca sĩ nào cũng hát được, chỉ có một số thể loại và style âm nhạc phù hợp với Đà Lạt thôi. Phòng trà nói chung luôn cũng vậy, chỉ có một số ca sĩ đủ thực lực để hát live. Nhưng mà phòng trà là một chuyện nha, còn không gian của Đà Lạt lại còn là một câu chuyện khác nữa. Nó không phải chỉ là ballad mà nó còn phải tâm sự, là tỉ tê, là một cái gì đó nó có cảm giác rất là ấm áp, và nó có cái vẻ gì đó nó rất là nhiều cảm xúc. Và cái người hát á, không chỉ hát mà còn trò chuyện như thế nào. Thì đối với em á, Nhi hát ở Đà Lạt cũng được, nhưng không hát ở Đà Lạt cũng không sao. Đúng rồi, nhưng mà chị thì chờ Nhi ở một cái sản phẩm mới hơn. Những cái đêm nhạc như thế này nghe nói là cũng đã chuẩn bị rất là hoành tráng, mà không biết khi nào mới ra đây. Nhiều khi bây giờ thấy sóng gió showbiz quá cho nên chưa dám ra. Người ta sẽ chọn thời điểm đẹp và người ta ra thôi. Không, mà thật ra cái đêm mà Đông Nhi với Mỹ Tâm cùng show là có một cái show khác nữa, một cái đêm bình thường khác, nó không phải là kiểu live show lớn, nhưng mà cũng là những cái gương mặt khá là tên tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh lên hát. Thành ra bữa đó Kim Thanh xem check in mà bị loạn luôn á. Trời ơi, sao mà nó nhiều quá luôn á. Mình cảm giác như là tất cả mọi người mình quen biết đều ở trên Đà Lạt. Chúng ta tiếp tục với
Western Sky bản cover có tựa Việt là Khoảng Trời Không Có Em của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, viết lời Việt với sự thể hiện của ca sĩ Tăng Phúc. Đây cũng là một cái bản live ở trên Đà Lạt, sau đó quay và post lên YouTube giống như là Đông Nhi. Tăng Phúc được gọi là hoàng tử ballad Đà Lạt đúng không? Đúng rồi. Sân nhà của Tăng Phúc là trên Đà Lạt chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy mới nói là có những giọng hát hợp với Đà Lạt là vì vậy. Phúc hát kiểu nhạc tự sự, trữ tình và cái giọng của Phúc nó cũng tỉ tê. Thành ra là đó, ở Đà Lạt nghe nhạc của Phúc là hợp lý. Thì với cái bài hát này á, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt thì nó cũng đi theo công thức quen thuộc của một số các bài hát đã thành công trước đây của Phúc. Với những cái lựa chọn những cái bài vốn nó đã hay sẵn rồi, mình chỉ việc cover lại bằng tiếng Việt thôi. Bài này thì về mặt âm nhạc hay là mọi thứ thì cũng dễ nghe, không có vấn đề gì. Chỉ có điều là Diệu Minh thì đang trông chờ một cái gì đó khác từ Tăng Phúc. Vì thật ra Tăng Phúc có thực lực, mặc dù là bây giờ đang đóng khung với ballad thôi, nhưng mà biết đâu có thể thử một cái gì đó nhẹ nhẹ, một cái gì đó khác khác đi chẳng hạn. Theo Kim Thanh biết á, là bạn Tăng Phúc này cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ. Trong đó có một cái dự án lớn gọi là một cái album luôn, chuẩn bị từ năm ngoái lận. Nhưng mà tới bây giờ thì mình không hiểu là lý do gì chưa có tung ra, chưa chuẩn bị xong, hay là bạn cũng thấy là tình hình mọi thứ nó chưa có tiện để quảng bá cho mình. Chứ ekip thì đã chuẩn bị cho Phúc nhiều. Từ trước giờ mình vẫn thấy là do là gà nhà của GSM, tức là của Huỳnh Quốc Huy, cho nên là hát chủ yếu là bài của Huỳnh Quốc Huy thôi. Nhưng mà nghe nói cái dự án này là sẽ hát nhạc của người khác nữa, cho nên là mình cũng chờ đợi liệu anh chàng này như thế nào. Rất là nhiều người kỳ vọng là Tăng Phúc sẽ tạo được một cái dấu ấn tốt hơn ở trên thị trường âm nhạc, ví dụ như có bài hit, ví dụ như là lọt vào Làn Sóng Xanh chẳng hạn, hay là tên tuổi được đẩy lên ở một cái level khác. Bởi vì Tăng Phúc 2-3 năm trở lại đây quá nổi và gọi là một ca sĩ rất là hit tại các phòng trà, các nơi luôn, mà chưa có được những cái thành quả đó thì đúng như là Diệu Minh nói đó, nó thiếu ngay những điều mà Diệu Minh vừa đề cập. Nhưng mà qua cái phần mà Kim Thanh viết bài thời sự về các phòng trà đó, thì Kim Thanh cũng biết là Tăng Phúc hiện giờ, mấy bạn dùng một cái từ luôn, thẳng luôn đó, là Tăng Phúc là nem bán vé tốt nhất luôn, hơn cả các ngôi sao lớn luôn. Tại vì bên cạnh cái việc là cái thói quen ở trên Đà Lạt, ở Sài Gòn, rồi cái sự tỉ tê với khả năng hát live của Tăng Phúc, thì bạn còn là một người chăm chỉ ra sản phẩm nữa. Cho nên là người ta nhớ hoài. Có rất là nhiều nghệ sĩ hát hay, hát tốt nhưng mà không có ra sản phẩm, cho nên là làm cái đêm đầu tiên á, thì mọi người sẽ rất là thích mua vé, cháy vé liền. Nhưng mà tổ chức đêm thứ hai, thứ ba thì người ta thấy không có bài mới, vẫn chỉ là những cái bài đó thôi, cho nên là cái lượng vé bán nó bị giảm đi. Và khép lại chương trình tuần này là Ngắm Sao của nhạc sĩ Khắc Hưng với sự thể hiện của Min. Thì đây là một trong số các ca khúc nằm trong cái album 50-50 của Min. Cái album đó thì MV Min chỉ đầu tư một bài rất là xịn sò, đó là bài Cà Phê, thì Dũng Minh cũng đã giới thiệu trong Thực Đời Âm Nhạc rồi. Còn những cái bài còn lại á, là chỉ có bản audio thôi. Ngắm Sao cũng là một trong những bản như vậy. Min vốn là một cái name mà gần như là ra bài nào là hit bài đó. Thì với cả một cái album 50-50 này á, thì hiện tại cái sức hút của nó so với lại các sản phẩm độc lập của Min á, thì có thể nói là nó đang chưa bằng. Nó có thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ việc thời điểm nè, khi mà Min ra bài thì nó có khá nhiều các scandal làm ảnh hưởng, và cũng có một số các ý kiến ở bên đó nói về việc là cái âm nhạc của lần này của Min không có dễ nghe như các bài trước. Tuy nhiên với cá nhân Diệu Minh thì Diệu Minh lại rất là thích album này. Khắc Hưng là một producer phải nói là rất là giỏi luôn á. Các bài của Hưng làm chỉ có từ hay tới rất hay thôi, chứ không có bài dở. Và với mình thì âm nhạc này của Min rất là trendy, rất là xu hướng. Mình nghĩ là Khắc Hưng và Min đã nghiên cứu rất là kỹ càng những gì cho tương lai để đưa vào album lần này. Có thể là với một số người thì kiểu giống như nếu mà thích Min kiểu mà đừng yêu nữa em mệt rồi chẳng hạn, thì sẽ cảm thấy cái album này hơi khó nghe. Nhưng với Dũng Minh thì Min khá là thích album này. Cái album này á, nó không phải về mặt ý nghĩa mà về cái concept âm nhạc trong album thực hiện rất là xuyên suốt và nó ra chất. Những cái điều mà Min muốn thể hiện á, nó truyền tải rất là tốt. Tại vì album á, nhiều người cũng nhét bài vô rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng mình nghe mình không thấy sự kết nối giữa ý tưởng của các ca khúc này với ca khúc kia về mặt giai điệu nè, về mặt ca từ cũng như là phần hòa âm phối khí. Thì cái album này làm khá là mượt mà, từ cái phần mà intro cho tới cái phần outro
và nó tiệm cận với âm nhạc của US UK rất là nhiều. Vì vậy với những bạn mà nó thiên xu hướng mà nhạc US UK á, mình sẽ thấy là tiệm cận hơn với Min so với những bạn mà thích ballad bình thường hay là trường phái K-pop hay là C-pop hay là nhạc mà lãng mạn kiểu của Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy cái album này nó hơi xa lạ. Nhưng mà thí dụ như là trong một cái buổi tối nào đó bạn rảnh rỗi đi, bạn nằm, bạn đọc sách, bạn mở nguyên cái album này nghe từ đầu đến cuối, thì Kim Thanh tin rằng nó cảm giác nó sẽ rất là chill á. Và khép lại tuần này thì không biết là người con gái mà Kim Thanh rất là yêu thương chọn ca khúc nào đây. Nếu mà em thường hay nghe thì sẽ là Cho Em Một Lần Yêu của Đông Nhi, nhưng mà bài em thích sẽ là Ngắm Sao của Min. Và em cũng muốn vote cho Vicky Nhung cũng như là Dương Edward, em muốn hơi nhiều quá. Trời, em muốn hơi nhiều ha. Chị thì thật ra là thích nhất trong cái list này là chị thích bài Ngắm Sao của Min. Với Vicky Nhung là mình thích, là mình thích bất chấp rồi. Cái kiểu mà nó mù quáng đó, thành ra mình không có tính ở trong đây được. Rồi, hy vọng là một cái list tuy là nó không phải là quá mới mẻ hay là đầu tư gì lắm so với những cái thời điểm đỉnh cao của âm nhạc, nhưng mà Kim Thanh tin rằng là âm nhạc của tuần này rất là dễ nghe, và biết đâu là mọi người nghe xong sẽ lên mạng tìm nghe tiếp. Hãy ủng hộ cho các nghệ sĩ có tiền họ ra sản phẩm mới nha. Yeah. Cảm ơn các thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì xin được nói là chào tạm biệt. Bye bye.